cô chụt bông bay không muốn đắt sai bả sấy ngày ní đo viên chụp mà đón đại công phong từ rồng cua ca chụp ngư pes pes chụp Afrik cứ chỉ cà ri tơ bát đọt thôm đại công thọp cát nhìn lại nơi lớp phục hàn đầy pes chụp Afrik đại công phong tu lang nơi Asia ban nâng công phong tới thưa ao cầm bát sấy pes với bà ram giang khang ta pes chụp Afrik chỉ chụp ngư vậy pes chụp Afrik cứ chỉ chụp ngư đại bằng cò lang đại virus đại cả tay nửa lơ bộ bộ sạch chụp sọc nâng chụp bấy tay bằng nọ. Vì rì bè chụp áp bấy. Miên cầm nát chứ thông mặt chết nửa lơ sạch phạc của xe. Nâng bộ ta mô xe đại chìa bộ bộ sạch trình châm côn đại tật đó. Khân nông chân cao khu xa chụp đáy tài rút nơi khân nông bấy lơ thuyết áp bấy. Sắp chẳng bị bảo vệ này, miễn tục virus đã khiến bằng có chung ngữ ở với đàn ông. Có bản tài, nếu bên nạ đại virus bán cho một đò sắp chụp sọc, chụp đại mưu trình chấm, nâng sắp chụp rấy, virus nâng bằng có tới chế chung ngữ, nâng bằng có ai sắp tức miễn lược lệnh. Đàn, nơi chung ngư bè chụp Afrik trở bàn kê rô khuyên chì lược kì mùi nơi bà tế kèn giá khnông chân năm 1.5 mùi. Bè chụp Afrik bàn thua ca rịt bàt chì lược đồng bốn nơi khnông bà tế chì mập hầy nơi thịp Afrik tăng bì Senegal đò kèn giá tư kê ao chung mô chung ngư ni thá chung ngư bè chụp Afrik rô hốt một tôn nông bê sọc ngày. Bè chụp Afrik bạn sẽ lòng phụng đàn trên tỷ phim Afrik nơi khổ nông tu sư vật năm 1.5 mùi nơi bị đại bình chất ổn trả chết chắc đau đụt loạt lặng. Amrik nâng ở rốt, ai cầm chặt virus bệnh chụp Afrik ở ốc phí tực đầy bán, giang chạp rõ hạ, lược lên tại Espanh nâng bọc đi gà đại ca nốt kê trở rung chăm vào chân năm 1.5 mùi tục ai cầm chặt virus nè. Có bản tái, mình bán phần màn phóng nơi chân năm 2017 virus bệnh chụp Afrik. Có bản vừa trở lọc một thịp ở rộp chết thầm ấy đòi bắt đám chi đầm bốn nơi không bắt đầy rõ gì. Nơi lơ chụp bấy rưu có chụp sọc chân chấm trên lẹ khả nạc cửa xa. Virus có bản châm lòng bị bắt đầy môi tới bắt đầy môi này thịp. Không lộ bươn chi mật xuống 720 km không mấy chân năm. Tam ra dạng sẽ cắm một phía rộp bỏ mình úp. Chỉ chiếng tâm rửa ca châm lòng đại bác bó sạch bầy. Nơi chân năm 2014, Petru Afrik bán phương đâm nào mục đo xa hạ phiếp ở rộng. Miền cả rần này châm lòng rít tà bạc bởi tế Moldavi nơi chân năm 2016, Romani, Czech nơi chân năm 2017, Hungary, Belgic nơi chân năm 2018. Thịp Aziz có mình rồi khuôn. Petru Afrik bán tờ đó chân nước 22 năm 2018, bán tọa mộc có trọng riêng đá tờ đó bởi tế Mungali, Taiwan, Việt Nam, Campuchia nơi năm 2019. Hà nịp hãy nơi ca trọng riêng tờ bát nơi chung ngư Petru Afrik bán khai chia vị bắt bị phục lộ. Bán tái, ca riêng tờ bát nơi Aziz, mình tùm hôn thông nâng ca khlăng chương nơi thịt đó tới. Vì bố chân cứ chết bà tế trình châm nâng phá lật sạch chụp lùng đạp lấy mũi bị phục lộ. Chúng luôn sạch chụp nơi lơ phục hành đầy chúng luôn phẹt khẳng đá ruột nơi khăn nông sọc chân. Đói kia rõ khơi nguyên chụp trình châm đòi tơ bà mán bàm pia rồi liền cơ bà. Tôi nâng mập phê liền cơ bà nơi khăn nông bà tế bà răng. Mà giang vinh tiết, chân chọc chúng mua, mình lỡ xó khắp nay anh à máy nơi ca trình chân sắc. Đại chí kata ta hà nịp phây bằng thai mùi tiết nê ca rịt bà chung ngư. Krai ẩm bì chấn, Việt Nam bà tế lũng đạp tì pram bì phục lộ này phà lật chúc. Có chắp đám rôn khuôn ẩm bì chung ngư bè chúc Afrik lại. Phò vị bà nê chung ngư bè chúc Afrik, mình nè khả nạ thungôn thungô chi bì xe xâm rạp đồng bọn Aziz. Nâng ai chắc tục bàn tha chí ca cùng riêng cùng hai đó xâm tư sốc trong này à hà phóng. Ní quý chí ca prui bà rộng rồi bỏ ông ca cắt xí cắm nâng trong này à hà rồi bỏ ông ca sạp rời chết hay cắt tạ FAU rư phạm. Xâm tư sốc trong này à hà. Miền này giang ná. Miền này thả chung ngư bê chú lúc Afrik ai bông co cụt nạ đó xô cập tiêu mà nổ rứ. Mình nền tế.
សន្តិសុខចំណីអាហាររោងការគម្រាមកំហែងពូសាច់ជ្រូកគឺជាអាហារដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងពេលភ្លាមៗជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចរអាលែងហ៊ានទទួលទានសាច់ជ្រូកបន្ទាប់មកទៀតដោយហេតុតែជំងឺពេស្ត្រជ្រូកជាច្រើនបានងាប់ដូច្នេះផលិតផលសាច់ជ្រូកនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះចុះអស់ប្រមាណជា 9% ឯដំឡៃសាច់ជ្រូកវិញក៏បានឡើងថ្លៃរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែវីរុសពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេការទទួលទានសាច់ជ្រូកឈឺសាច់ក្រកសាច់ចៀនសាច់អាំងសាច់ប្រឡាក់ទោះសាច់ជ្រូកនោះជាសាច់សត្វដែលមានជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកក៏ដោយក៏គ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សដែរ គ្រាន់តែថាវីរុសពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកសាច់អាចឆ្លងកំណាចនិងពិបាកកម្ចាត់ខ្លាំងណាស់វីរុសអាចឆ្លងពីជ្រូកមួយទៅជ្រូកមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចសម្លាប់ជីវិតសត្វបាននៅក្នុងរយៈ 3 ទៅ 4 ថ្ងៃចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយបើស្រាលជ្រូកអាចត្រដររស់បានដល់ទៅ3 ទៅ40 ថ្ងៃសំងំនៅក្នុងឈាមក្នុងសាច់ ក្នុងជាលីកាក្នុងទឹកក្រពេញក្នុងលាមកនិងក្នុងខ្លួនសត្វឈឺសត្វងាប់វីរុសពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកជាវីរុសធន់ខ្លាំងមែនតែនប្រឡាក់អំបិលចំអិនលើភ្លើងល្មមៗក៏មិនងាប់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវីរុសអាចបន្តរស់នៅបានជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងសាច់កកទៀតជំងឺមិនឆ្លងមុខមនុស្សមែនតែមនុស្សគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសទៅសត្វ វីរុសអាចចម្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់រវាងសត្វនិងសត្វឬក៏តាមរយៈការស៊ីចំណីដែលមានលាយសំណាក់មានផ្ទុកជំងឺឬតាមរយៈសត្វល្អិតចុចគឺសត្វចៃនិងតាមរយៈការប៉ះពាល់វត្ថុសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលនៅក្នុងតំបន់មានវីរុសពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកនោះសូម្បីតែកង់ឡាន ក៏វីរុសវាអាចតោងជាប់ទៅចម្លងដល់សត្វជ្រូកស្រុកឬក៏សត្វជ្រូកព្រៃនៅក្បែរនោះបានដែរវីរុសពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកអាចនៅក្នុងទឹកក្នុងដីក្នុងសាច់និយាយជារួមវីរុសពេស្ត្រជ្រូកទៅដល់ណាមានការចម្លងនៅទីនោះសត្វជ្រូកឈឺទៅដល់ទីណាហានិភ័យនៃការចម្លងរោគក៏ទៅដល់ទីនោះដែរហេតុដូច្នេះហើយ បានជាចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកត្រូវតែដាច់ខាតបំផុតនិងយ៉ាងទាន់ហន់បំផុតសម្រាប់សត្វមានជំងឺភ្លៀននិងការស្រង់នៅក្នុងកសិដ្ឋានតែម្ដងលាងបោះសម្អាតដោយផលិតផលសម្រាប់មេរោគកំណត់បរិវេណសុវត្ថិភាពនិងត្រួតពិនិត្យរូបសកម្មភាពចេញចូលកសិដ្ឋាននិងសកម្មភាពចេញចូលរបស់ផលិតផលគ្រប់គ្រងការធ្វើចរាចរណ៍សត្វដែលហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលទានសត្វជ្រូកឈឺ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះចម្លងវីរុសនេះសុទ្ធសឹងតែជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងបើតាមអង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យគ្រប់ប្រទេសពង្រឹងសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រនិងត្រូវពិចារណាក្នុងគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកនៅអាស៊ីអាចនឹងត្រូវប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់ ពីឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទើបអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារសមត្ថភាពស៊ូខ្លាំងឆ្លងខ្លាំងនិងពិបាកកម្ចាត់របស់វីរុសនេះហើយបានជាការព្រួយបារម្ភមានទំហំធំម្យ៉ាងវិញទៀតពេស្ត្រជ្រូកសត្វថ្ងៃឬក៏ពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកខុសពីជំងឺពេស្ត្រជ្រូកដែលគេស្គាល់ពីមុនពេស្ត្រជ្រូកមុននៅពេលដែលខ្លាកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដល់រោគសញ្ញាដូចជាជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាស្រឡះនោះគឺជំងឺពេស្ត្រជ្រូកមុនមានថ្នាំបង្ការឯជំងឺពេស្ត្រជ្រូកអាហ្រិកគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងថ្នាំបង្ការឡើយ